Xin chào các bạn, mình vừa sang bên đối thủ Vật Vờ Studio lấy được con Reno 5 Pro Plus. Đây là chiếc điện thoại mà không bán ở Việt Nam. Và tại sao nó không bán và cũng như là nó khác gì con Reno 5 thường Việt Nam, các bạn hãy ra đây cùng xem. Dường như em nói anh yêu em rồi. Quạt 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 quạt. Bấm chuông để xem những video mới nào. Rồi, các bạn nhìn thấy đây là nó sẽ có dòng chữ là Reno Glow. Mặt lưng này là nhám tương tự như là con Oppo Reno 5. Đừng nhìn khổ quá, cái này chẳng qua là tôi nhặt được tôi đeo vào. Mày nhẫn cưới đâu. Rồi, quay trở lại thì các bạn nhìn thấy đây chính là cụm camera. Đẹp hơn, hầm hố hơn rất là nhiều so với con Reno 5 đang có ở Việt Nam. Và các bạn biết thông số của nó là gì không ạ? Đấy, nhìn thấy góc này không ạ? Đấy, editor chèn vào này, đấy, đấy, đấy. Và cụm camera này của chúng ta trông cũng rất là đẹp, xịn, cao cấp. Nói chung là con này về cái độ cao cấp của nó thì các bạn không phải bàn cãi nữa rồi. À, đây, nhìn bên trên, chữ có dòng chữ là thiết kế cho Reno. Design for Reno. Đấy, xoay lại đúng chiều. À, ngon lành cành đào. Phẳng trên và dưới, cao cấp. Đó là những gì khi nhận định cả một chiếc điện thoại này. Cái máy này mình mượn ở bên Runway Mobile. Thì các bạn thể truy cập vào link bên dưới. Tôi dịch sang tiếng Việt, có tiếng Hán nôm, nó gọi là Thăng Long. Đây, chúng ta sẽ còn có một củ sạc Super Vox. Củ này bao nhiêu vậy? Chắc 65W thì phải. Đúng rồi, 65W. Một bao cao su, có cáp sạc, có tai nghe, nói chung là không cắt đi giống như một vài hãng bây giờ. Viền màn hình dày vãi, nhìn này, đúng không? Vừa vào nhìn phát là cái cảm nhận đầu tiên là viền màn hình rất dày. Đây, cái chỗ này này, các bạn thấy nó hai, một là cái đường viền đen bên trong màn hình nhá, sau lại còn cái đường viền thân máy xung quanh nhá. Tóm gọn lại là viền màn hình con này khá dày, trông nó cứ bị không cao cấp và không xịn như kiểu là mấy con flagship bây giờ. Màn hình cong sang hai bên, cong nhẹ giống như kiểu là Galaxy S20 hay S21 đều cong kiểu như thế này. Về thông tin sản phẩm này, nó sử dụng là con chip 865. Đây là gần như là một trong những con Reno rất là mạnh mẽ của chúng ta. RAM 8GB, Android 11, ColorOS V11.1. Đó. Và chiếc điện thoại chúng ta thì tất nhiên cũng sẽ tập trung nhiều về camera. Mọi người hãy cùng nhau xem với tôi một chút. Đây, camera thử nghiệm nhanh. Đó, chúng ta sẽ có ống kính 2X này. Ui. Các bạn nhìn thấy gì không ạ? Tôi chụp được cái sân bay Nội Bài ngay trên đầu anh Tú. Trực thăng vừa hạ xuống kìa. Úi giời ơi, che mất rồi. Rồi, chúng ta sẽ còn có một ống kính ui, ống kính ultra wide rất ngon. Tại sao tôi nói nó ngon? Bởi vì nhìn này, cái điều kiện trong nhà này, các ống kính ultra wide cùi nó bị bệt rất ghê. Nhưng mà camera này, đây, tay này, ui, chi tiết rất ngon luôn. Này, này hai ngón cho hai người bạn ở đây đến từ Nam Định này. Tú và Như Đăng nhớ nhận diện được hai người hai ngón luôn. Nó mặt phệ, nó nhận ra luôn, rất đỉnh luôn. Này các bạn nhìn này, ngón tay này. Úi dồi, nó tracking. Sao ở đây không có người mà lại tracking vào tường có mặt người này, sợ vãi. Xem lại là đấy một lần nữa mà xem. Úi dồi, nó tracking. Tracking vào tường có mặt người bên cạnh chỗ ông Đăng ạ. Sợ vãi. Má. Rồi, chúng ta sẽ có chế độ AI tăng màu, watermark, focus lock. Rồi nói chung là rất nhiều cái. Chế độ chụp ảnh chân dung, là chúng ta dùng chân dung để chụp mặt Tú. Đấy. Chân con dung đâu rồi? Ui, cũng ngon luôn. Mũi cao chưa? Các bạn nhìn, thực sự là mũi của Tú bắt đầu từ lông mày kéo xuống đến môi. Mũi cao thực sự ạ. Đỉnh cao, da, mặt tốt, chi tiết nhiều. Đấy, Tú hình như dạo này đang yêu hay sao ấy. Có mụn ở Thái Dương các bạn ạ. Tính đó là tình yêu này khiến cho Tú bị đau đầu. Rồi, các bạn thấy nói chung là chất lượng ngon. Cái chỗ tóc này thì bị hơi lỗi một tí nhưng không sao, nó cũng hợp lý mà thôi. Rồi, ta sẽ còn có rất nhiều chế độ khác như ui, Dual View, tức nghĩa là quay cả camera trước sau cùng một lúc. Thì cái này con Reno 5 ở Việt Nam có. Ôi, vãi, ốp lưng đẹp thế này nhở. Không biết ốp lưng của hãng nào này. À, của Pikapi các bạn ạ. Anh em truy cập ngay link bên dưới mà mua. Tiếp theo chúng ta có chế độ như là Pro này, Macro, Sticker. Nhưng mọi người sẽ có chế độ Movie. Đấy, nếu mọi người chưa biết ở chế độ này thì tôi cũng chưa biết luôn. Thế nên tôi xin được thử nghiệm. Thứ nhất là nó sẽ có lưới này, có đèn flash này, có chống rung này. Ui, có các chức năng và chúng ta sẽ bấm rồi bấm quay. À, nó hoạt động như một chiếc DSLR. Và ui chất. Này, chế độ quay phim Pro được quá đi các bạn ơi. Có chỉnh cân bằng trắng này. Chúng ta chỉnh được EV này. Ui, lấy nét luôn này, ngon lành. Ui, chế độ này quá được ấy. Thế mà Việt Nam chúng ta không có con này nhỉ. Đây sẽ là một trong những con quay phim quá đỉnh luôn đến từ Oppo ạ. Chỉnh nhưng mà quay xong các bạn đã không chỉnh được ống kính nhỉ. Nếu chỉnh được ống kính nữa ngon, nó không cho zoom này. Không cho zoom luôn các bạn ơi, thiếu chức năng zoom. Nói chung là được phép. Và thiết kế hoàn thiện thì cũng ngon và cao cấp.
À, con này thì tôi xem nốt cái màn hình của nó thì tôi cũng tin là nó sẽ có màn hình 120Hz thôi. Đấy, thì các bạn tự nhìn thấy ở đây. Nhưng mà con này tôi không tìm thấy cái đấy. Nó chỉ có màn hình là lên đến 90Hz thôi, không có 120Hz. Như vậy đây là video mở hộp cái chiếc Oppo Reno 5 Pro Plus sản phẩm không bán Việt Nam. Nguyên nhân chính đó là vì dòng sản phẩm này có mức giá quá cao. Về Việt Nam thì nó sẽ khiến cho cái dòng Reno nó, như các bạn biết rồi, chủ yếu bán mấy cái con tầm trung thôi. Và cái mức giá cao này sẽ để dành những dòng file. Mà con file X3 mà gần đây đã lộ với các bạn, chính xác là con đó sẽ sớm về Việt Nam chúng ta. Và hẹn lại anh em trong các video lần sau. Nhớ truy cập link bên dưới mua cái ốp lưng PKP nhanh nhá. Xin hãy subscribe.